các bạn theo dõi chương trình. Bây giờ thì xin ban thư ký sẽ đọc các câu hỏi. Bây giờ sẽ đến phần trả lời câu hỏi của các bạn ở trên trang ạ. Đầu tiên là một câu hỏi của bạn Trần Thùy Linh ạ. Cho em hỏi, em đang điều trị thuốc ngoại tâm thu nhưng chưa thuyên giảm, uống được 20 ngày do bác sĩ An của bệnh viện chỉ định. Giờ có thông báo đi tiêm vaccine thì có tiêm được không ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Trần Thùy Linh, đúng không ạ? Thế thì có lẽ là tôi dành câu hỏi này cho bác sĩ Dần nhỉ? Bác Dần nghe rõ không? Hay tôi trả lời luôn? Hay thôi bác sĩ Dần trả lời. Xin chào bạn, vì bạn có nêu rõ là bạn bị ngoại tâm thu đang điều trị thuốc, vì mình không, một thứ nhất mình không rõ mà cái việc là mức độ ngoại thu thất của bạn là bao nhiêu. Ví dụ như là, và cái trong cái Hunter của bạn đã đeo được đeo Hunter chưa, và khi mà đeo Hunter ấy thì các bạn có cái dấu hiệu gợi ý của cái ngoại thất gây ra nhịp rối loạn nhịp nguy hiểm hay không? Như vậy và bằng chung mà khi mà đã chỉ định điều trị thuốc rồi, đa phần là cái ngoại thu mà nó cũng không đến mức nguy hiểm thì các bạn hoàn toàn có thể tiêm được vaccine COVID, và nếu mà cảm được cẩn thận thì các bạn có thể tiêm ở các cơ sở y tế để các bác sĩ có thể giám sát quá trình các bạn tiêm và cũng như theo dõi cái ngoại thu cho các bạn, nhưng đa phần thì có thể là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái đến đến nhiều lắm đến đến cái việc ảnh hưởng vaccine, tiêm vaccine của bạn, và bạn vẫn có thể tiêm được ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Dần. Chúng ta lưu ý rằng là ngoại ung thư thì không có chống chỉ định của tiêm vaccine. Tuy nhiên thì một số cái vaccine ấy, nó sẽ có tác dụng, nó trên, tại vì người ta chưa có nghiên cứu sâu, mới những cái vaccine này thì mới mới tiêm và mới đánh giá trong cái trường hợp mà vì cái dịch bệnh nó nặng nề quá thì chúng ta phải dùng, chưa có những cái nghiên cứu sâu. Tuy nhiên thì một số trường hợp sau tiêm vaccine nó cũng gây làm ảnh hưởng đến nhịp tim, thì đề nghị là cái lợi ích của cái việc tiêm vaccine nó sẽ lớn hơn rất là nhiều nếu chúng ta không tiêm. Đề nghị thì chúng ta vẫn cứ tiêm, tuy nhiên thì sau tiêm chúng ta phải theo dõi, và nếu có bất kỳ một cái vấn đề gì mà bạn cảm thấy khó chịu thì bạn phải đến ngay bệnh viện hoặc gọi điện cho các bác sĩ của bệnh viện tim Hà Nội mà đang trực tiếp điều trị cho bạn để tư vấn kịp thời. Vâng, xin cảm ơn bạn. Xin mời câu hỏi thứ hai. Vâng, câu hỏi thứ hai của bạn Nguyễn Nguyệt ạ. Bé nhà em được 1 tháng tuổi, cháu bị tim bẩm sinh thông liên thất lớn và sinh lý một thất, phải phẫu thuật mấy lần ạ? Cháu ở Bắc Ninh đã can thiệp Renin động mạch phổi lúc đẻ ra, và cháu đang hiện tại cũng đang đi khám tại bệnh viện Nhi Trung ương từ trước ạ. Vâng. Vâng, xin có lẽ là tôi trả lời luôn nhỉ, hay là vâng, tôi xin trả lời luôn. Bạn tức là con nhỏ của bạn đã có bệnh tim bẩm sinh phức tạp đúng không ạ? Sinh lý tim một thất, tức là thông liên thất rất là lớn. Thế thì có lẽ là vì như vậy cho nên là gây tăng áp lực phổi và đã được phẫu thuật bending động mạch phổi, nghĩa là làm giảm cái lượng máu lên phổi để tránh cái tăng áp lực phổi vĩnh viễn để sau này cháu có thể tiếp tục phẫu thuật. Thế thì sau đó thì các bạn cần phải cho cháu đi theo dõi thường xuyên ở bệnh viện. Nếu cái lỗ thông liên thất mà chúng ta có thể trong tương lai chúng ta có thể phẫu thuật để biến thành 2 thất thì đấy là trong trường hợp tốt đẹp nhất. Tuy nhiên thì cái khả năng đấy là khó, bởi vì có lẽ lần trước các bác sĩ đã đánh giá rồi. Thế trong trường hợp mà tim một thất thì sẽ phẫu thuật gì? Các bạn đã cho con phẫu thuật một lần là bending động mạch phổi, thì lần hai ấy, chúng ta cần phải thông tim để xác định các cái áp lực kháng lực động mạch phổi, và chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật cavo, tức là phẫu thuật Glenn ấy, tức là sẽ cắt đôi cái tĩnh mạch chủ trên nối với động mạch phổi phải, và cái phẫu thuật này thì trước khi làm thì chúng ta sẽ phải thông tim để xác định các cái thông số xem có làm được không. Thế sau lần mổ thứ hai này cháu ổn định thì đến sau khoảng độ cháu được 3 đến 4 tuổi, 3, 4, 5 tuổi, khi cháu được khoảng 15 đến 20 kg thì chúng ta sẽ mổ lần cuối cùng, tức là phẫu thuật phông tăng. Phẫu thuật phông tăng là gì? Là cắt tiếp cái tĩnh mạch chủ dưới nối vào cái hệ thống động mạch phổi, để từ đó thì giữa cái máu, toàn bộ cái máu tĩnh mạch hệ thống nó sẽ đổ về hệ thống động mạch phổi và nó không vào tim nữa. Và như vậy thì nó sẽ không ra cái chuyện trộn máu và dẫn đến cái chuyện máu các cháu có biểu hiện tím trên lâm sàng và các cái biến chứng tím. Tuy nhiên thì đấy là cái phẫu thuật phông tăng. Phẫu thuật phông tăng này thì thường là
các cái sức khỏe của các cháu nó sau mổ nó cũng sẽ có được đạt đến 60-70-70-80% so với bình thường, và cái khả năng gắng sức thì đương nhiên nó không được như như bình thường, nhưng mà trong cái quá trình sống và theo dõi chúng ta thường xuyên phải cho phải điều phải gắn bó với bệnh viện để chúng tôi có thể điều trị và cũng theo dõi cho các bệnh nhân như này, bởi vì những cái trường hợp như này nó rất là nhạy cảm về mặt sức khỏe và chúng ta phải chọn cái môi trường sống tránh những cái ô nhiễm môi trường và nó sẽ gây những cái tác dụng bất lợi cho bệnh nhân bị sau phẫu thuật phong tăng. Xin một câu hỏi tiếp theo. Vâng, tiếp theo câu hỏi của bạn Ánh Tuyết ạ. Bây giờ hiện em đang mang thai được 34 tuần, em muốn đến khám xem tim có đảm bảo sức khỏe không và có đẻ thường được không? Vâng, xin mời bác sĩ Việt Nga. Dạ, bạn hoàn toàn có thể đến viện tim bất kỳ thời điểm nào. Bệnh viện tim thì hoạt động hiện tại thì hoạt động tất cả các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và vẫn có làm ngoài giờ nếu như bạn bận vào thứ bảy và sáng và chiều thứ bảy ạ. Bạn có thể đến khám như bình thường ạ. Xin. Vâng. Tiếp theo câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Quang. Tôi là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thúy An, 10 tháng tuổi. Cháu mới mổ pha lô và được tái khám về hôm mùng 10 tháng 9 ạ. Từ chiều hôm qua đến giờ thì cháu bị lên ban đỏ và ngứa ở vùng mặt, chân và bụng. Hiện tại cháu đang uống hai loại thuốc theo đơn thì đơn đã gửi. Vâng, xin hỏi bác sĩ tình hình của cháu là có bị làm sao không và có nghiêm trọng hay không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ Hoàng Dung. Vâng, chào bạn. Theo như cái đơn của bạn gửi chúng tôi có hai cái thuốc mà chúng tôi cho con bạn uống đấy, thì những cái thuốc này nó cũng không phải là cái thuốc mà hay gây dị ứng, hơn nữa những cái thuốc này nó cũng không gây tác dụng mà nổi đỏ ở những cái vùng khu trú như vậy. Thì theo tôi bạn nên đến ở cái cơ sở y tế bạn đang sống để bạn khám lại xem thế nào. Chứ những cái thuốc chúng tôi nó cũng không gây những cái triệu chứng như vậy, và sau mổ bệnh tim bẩm sinh cũng không gây những cái biểu hiện như vậy ạ. Xin hết ạ. Vâng. Câu hỏi tiếp theo ạ, cháu, tôi từng bị ngộ độc ma túy và được cấp cứu kịp thời, đã được ra viện, nhưng dạo này thì tôi thường xuyên bị tê bì chân tay, da đầu, khó thở và hay đau nhói ở tim, tay thì xuất hiện triệu chứng co rút, thường thì tuần xuất hiện một lần, nhưng gần đây hiện tượng co rút lại xảy ra nhiều hơn. Bác sĩ cho tôi hỏi đấy có phải biến chứng của ngộ độc chất kích thích không? Và cho tôi biết phương hướng điều trị. Cảm ơn bác sĩ ạ. Xin mời tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Rất là tin tưởng bệnh viện tim thì bạn mới gửi câu hỏi, vì không phải là ai lúc nào cũng có thể tự nói rằng là tôi đã từng ngộ độc thuốc kích thích cả. Thực ra là với những cái triệu chứng của bạn, mình cũng không nói rõ là mình đã bị ngộ độc thuốc kích thích lâu hay chưa, và hiện tại thì mình còn đang dùng hay không. Với những cái triệu chứng của bạn thì tôi nghĩ là mình sẽ phải kiểm tra lại về tim mạch. Thứ nhất là phải đo huyết áp xem là huyết áp có cao hay không. Thứ hai là mình có thể sẽ xem ngoài chất kích thích mình có dùng thêm các thuốc gì, các chất gì khác hay không, ví dụ như là hút thuốc lá chẳng hạn. Và còn kiểm tra lại, tôi cũng không biết là tuổi của bạn là bao nhiêu, để mình xem là có các yếu tố nguy cơ về tim mạch hay không ấy. Ví dụ như là làm thêm xét nghiệm máu này, xem đường máu ra làm sao, mỡ máu như thế nào. Để nếu mình có thêm các yếu tố nguy cơ của bệnh lý mạch vành hay không để mình làm kiểm tra thêm, hoặc là làm tiêm bổ gắng sức, hoặc là chụp các lớp mạch vành xem là mạch vành có bị tổn thương gì, có hẹp có tắc gì hay không để mình có thể can thiệp. Và hoặc là bệnh nhân có tăng huyết áp thì mình sẽ phải điều trị huyết áp. Một vấn đề nữa là mình sẽ kiểm tra lại xem là điện giải đồ có vấn đề gì không, kali ra làm sao, canxi ra làm sao, có thiếu mình sẽ bổ sung các chất điện giải đó. Thì có lẽ là bạn nên quay trở lại bệnh viện để mình kiểm tra một cách toàn diện thì nó sẽ có thể trả lời được câu hỏi của bạn một cách đầy đủ hơn. Tiếp theo một câu hỏi của mẹ cháu Trịnh Linh Chi ạ. Đã đi khám ngày mùng 10 tháng 8 và khám lại ngày mùng 7 tháng 9. Thì cháu được chẩn đoán là áp xô 4 ạ, 34 ạ. Và mẹ cháu có hỏi là bây giờ khám cũ với khám mới thì có thay đổi nhiều không, và cháu có phải mổ ngay không? Hiện tại cháu 10 tháng 9 ngày và nặng 8 cân 2 ạ. Vâng. Tôi trả lời luôn câu hỏi này. 10 tháng 9 ngày. Áp xô là gì? Là một cái bệnh lý mà không có hệ thống động mạch phổi. Bình thường chúng ta có động mạch phổi để đưa máu từ thất phải lên phổi để trao đổi oxy. Thế thì trong những trường hợp này các cháu không có
trong cái trường hợp type 3, type 4 là không có thân động mạch phổi, không có các nhánh động mạch phổi mà thay thế bằng các cái động mạch bất thường, những cái nhánh bất thường đi ra từ động mạch chủ đi lên động mạch phổi để trao đổi, để cấp máu cho phổi, trao đổi oxy. Thế thì những cái cháu này tiên lượng nó rất là nặng và thường là nó sẽ gây tăng áp phổi rồi gây những cái tuần hoàn bằng hệ, sau đấy nó sẽ gây vỡ vào các cái phế quản và gây ho ra máu và nguy hiểm đến tính mạng, và cái tuổi thọ thì nó giảm rất là nhiều. Thế thì trước đây thì chúng ta không có kỹ thuật để phẫu thuật cái này, trên thế giới cũng rất là khó khăn. Nhưng gần đây thì trên thế giới cũng như ở Việt Nam và đặc biệt là Viện Tim Hà Nội thì chúng tôi mổ khá nhiều những cái bệnh này. Mổ những này thì nó phải qua rất là nhiều khâu, rất nhiều lần. Chúng ta mổ để chúng ta phải cắt những cái nhánh mạch đó, chúng ta gom nó lại thành những như những con suối mà đổ vào dòng sông ấy. Sau đấy thì chúng ta sẽ cắm cái nhánh gom đó vào cái buồng tim ấy để đưa cái máu từ tim lên phổi. Sau đó một thời gian khi mà các cái nhánh động mạch phổi nó tương đối phát triển rồi thì chúng ta sẽ phẫu thuật sửa toàn bộ, nghĩa là chúng ta sẽ phải đóng cái lỗ thông liên thất và chúng ta sẽ phải ghép cho cái chỗ cái đường lên động mạch phổi một cái van tim vào đấy để cho nó hoàn thiện như một cái hệ thống động mạch phổi bình thường. Tuy nhiên do phẫu thuật từ bé cho nên trẻ sẽ phải phẫu thuật đi phẫu thuật lại rất là nhiều lần. Mỗi khi mà nó lớn, nó tăng cân thì cái hệ thống mà nhân tạo của chúng ta ghép vào cho bệnh nhân ấy, thì nó sẽ trở nên nhỏ so với cân nặng và chúng ta sẽ phải mổ nhiều lần cho cháu bé. Thế thì lần đầu tiên ở mổ thời điểm nào thì theo khuyến cáo cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi thì tốt nhất khi mổ khi trẻ từ 3 đến khi 3 đến 4 tháng tuổi là tốt nhất để tránh cái hiện tượng mà nó bị tăng áp lực mũi phổi và nguy hiểm trong cái lần mổ đầu tiên. Thế mà cháu này đã 10 tháng tuổi rồi thì tôi đề nghị là chị nên đưa cháu đến sớm Bệnh viện Tim Hà Nội để chúng tôi làm các cái chẩn đoán, ví dụ như là thông tim này, chụp cây động mạch phổi này, chụp CT để kiểm tra toàn bộ cái hệ thống các cái nhánh tuần hoàn phụ đó, và chúng tôi sẽ khảo sát để tiến hành phẫu thuật sớm cho cháu, chứ để thì nó muộn quá rồi. Tiếp tục đi. Vâng. Tiếp theo bạn Ngọc Trâm thì hỏi là bé nhà em tên là Trương Khánh Vi, đã mổ tim ở Bệnh viện Tim Hà Nội khoảng từ 6 đến 7 tháng rồi. Bây giờ dịch thì em làm sao mà cho cháu đến khám lại được ạ? Xin mời bác sĩ Lan. Trước tiên thì bạn phải nói rõ là con của bạn mổ tim gì. Ví dụ như mình chỉ cần mổ những bệnh lý đơn giản như thông liên thất, thông liên nhĩ, ống động mạch thì mình có thể trì hoãn cái việc đi khám. Tuy nhiên có những bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp, những cái bệnh lý mà các bác sĩ sau khi ra viện có hẹn mình là tái khám để mổ đợt những lần tiếp theo thì các bạn phải, tức là cái bệnh lý gì thì phải nói rõ thì chúng tôi mới có thể tư vấn rõ được. Xin cảm ơn bạn. Vâng. Tiếp theo một câu hỏi nữa là bé nhà em có lịch hẹn khám vào ngày 27 tháng 9 tại bệnh viện. Em muốn hỏi trường hợp bé nhà em thì có cần phải chờ đến hết giãn cách mới đi khám lại không? Có thể trì hoãn được bao lâu hay cần phải nhập viện để mổ gấp ạ? Có hình ảnh giấy hẹn. Bác sĩ Lan trả lời tiếp. Cho em xem cái hình ảnh giấy hẹn xem chẩn đoán là cái bệnh gì vậy ạ? Cái câu hỏi này thì cũng giống như câu hỏi lúc trước, tức là cái bệnh lý của các bạn của em bé mình cũng không mô tả rõ là cái bệnh gì. Đã mổ đấy chị. Bệnh gì? Thế thì lúc đấy anh Hiền. Như vậy thì tôi cũng lưu ý như này, trong cái thời gian này thì Bệnh viện Tim Hà Nội vẫn cứ khám bệnh và phẫu thuật như bình thường. Tất nhiên các bệnh nhân đến thì chúng tôi sẽ xét nghiệm sàng lọc COVID cũng như cho bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Sau đấy khi mà tất cả đã ổn định rồi thì chúng tôi sẽ tiến hành điều trị và phẫu thuật. Cho nên là trong những trường hợp mà các bạn mà có thể hỏi trực tiếp đến đường dây nóng, nếu những trường hợp bệnh lý nó đơn giản không có vấn đề gì thì chúng ta chờ đến giai đoạn hết giãn cách. Còn nếu những trường hợp mà cần phải đến bệnh viện ngay thì Bệnh viện Tim Hà Nội luôn luôn đón tiếp các bệnh nhân. Và trong hiện tại trong thời gian này thì chúng tôi vẫn phẫu thuật cho các trường hợp mà cần phải mổ sớm cho bệnh nhân thì vẫn tiến hành. Và các bệnh nhân thì vẫn được nằm viện, vẫn vào diện ra viện như bình thường. Xin câu hỏi tiếp theo. Vâng ạ.
Em có thai 6 tháng, huyết áp 160 trên 90, nên dùng thuốc gì và thuốc gì thì không được uống ạ? Xin mời tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Huyết áp là 160 trên 100 mà ở bệnh nhân có thai 6 tháng thì nó được chẩn đoán là có tăng huyết áp rồi. Và như vậy thì mình sẽ phải đến khám tại bệnh viện để mình đánh giá thêm các yếu tố khác, ví dụ như là protein niệu, xem là có protein trong nước tiểu hay không. Bạn cũng không nói rõ là bạn có thai lần thứ nhất hay lần thứ hai và trước đây thì có tiền sử tăng huyết áp hay không, hay là đến bây giờ thì chúng ta mới phát hiện ra tăng huyết áp, thì nó cũng sẽ góp phần làm cho cái việc chẩn đoán cũng như là quyết định điều trị của bác sĩ. Trong các thuốc điều trị hạ huyết áp thì hiện nay thì các thuốc điều trị hạ huyết áp thì người ta có 5 nhóm thuốc chính, là nhóm thuốc chặn kênh canxi này, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể này, chặn beta này, và thuốc lợi tiểu. Thì trong các năm nhóm thuốc này thì cái thuốc nhóm thuốc được ưu tiên ở bệnh nhân có thai sẽ là nhóm hoặc là chặn kênh canxi hoặc là mình dùng là dopegit. Nhưng dopegit thì những cái quan trọng nhất vẫn là bạn đến viện để khám thì các bác sĩ sẽ cho bạn được một cái đơn thuốc cụ thể, bởi vì là mình sẽ còn phải theo dõi huyết áp, theo dõi nhịp tim là bao nhiêu để mình quyết định xem là sẽ dùng thuốc huyết áp như thế nào. Các nhóm thuốc mà mình không được dùng ở đây nó chống chỉ định tuyệt đối, đó chính là nhóm thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, cái nhóm thuốc mà kết thúc bằng doprin hoặc là đuôi áp tăng đó. Và bạn nhìn trong cái danh cái tên thuốc ở phía dưới, không phải tên thuốc nhỏ nhỏ, thì là cái hoạt chất của nó, thì là ví dụ như là perindoprin này, hay là captoprin này, lisinoprin thì là chống chỉ định này, hoặc là các áp tăng, ví dụ như là losartan, valsartan, temazartan là mình không được có dùng. Thế còn các nhóm thuốc khác, chặn kênh canxi mình cũng có thể sử dụng được. Lợi tiểu thì mình cũng hạn chế dùng, và vì nó sẽ là dùng thuốc dùng phối hợp thôi, chứ mình không lựa chọn đầu tay. Thế còn chặn beta thì chỉ dùng khi mà nhịp tim rất nhanh thôi, còn nếu không thì chúng ta cũng không nên sử dụng. Thì có lẽ là bạn nên đến bệnh viện để mà mình không nên tự ý dùng thuốc, mà để bác sĩ kê đơn thuốc cho bạn thì sẽ phù hợp hơn. Ngoài ra thì các bác sĩ có thể sẽ tư vấn cho bạn thêm về cái chế độ ăn của mình, ví dụ như là mình sẽ phải ăn nhạt, giảm nhạt muối đi này, làm xét nghiệm máu để kiểm tra xem là mình có bị tiểu đường thai kỳ hay không, hay là có tăng mỡ máu hay không, để mình có một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp. Mình có thể dùng thêm một số thuốc, ví dụ như là aspirin hoặc là dùng thêm magie B6, nó sẽ hạn chế những cái cơn gọi là cơn tiền sản giật của bạn. Tuy nhiên rằng là mình tự nhắc lại một lần nữa là không bao giờ tự ý dùng thuốc, mà phải đến bệnh viện thì các bác sĩ kê đơn thuốc, và mình có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ về những cái thuốc mình đang dùng. Xin cảm ơn. Vâng, câu hỏi tiếp theo ạ. Em 25 tuổi, bị hẹp van hai lá, đã mổ thay van được 2 năm. Em có thể mang thai được không ạ? À, về câu hỏi này thì chắc là mời bác sĩ Việt Nga. Dạ, chào bạn ạ. Nếu mà được thì bạn nên đến bệnh viện khám, và các bạn có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ khám bệnh cho bạn. Chúng tôi cần thêm một số thông tin cụ thể, ví dụ như là bạn đang có van tinh nhân tạo, là van cơ học hay là van sinh học. Câu chuyện bạn đang dùng chống đông được kiểm soát ra làm sao. Nếu là van sinh học thì bạn hoàn toàn có thể mang thai bình thường, còn nếu mà van cơ học thì sẽ liên quan cái chuyện là mình sẽ phải xem xét lại liều của thuốc chống đông đang dùng. Có những thuốc khi mà mình dùng liều cái thuốc kháng vitamin K, có một số thuốc ví dụ như là warfarin hay là acinocuarome, dùng cái liều nó khá là cao chẳng hạn, thì có thể là bác sĩ sẽ phải ngừng cái thuốc đó cho bạn, rồi sau đấy mình chuyển sang cái thuốc một cái thuốc khác mình dùng dạng tiêm trong lúc mà bạn mang thai của khoảng độ chừng 3 tháng đầu, rồi sau đấy mới chuyển trở lại thuốc kháng vitamin K chẳng hạn, cũng như các cái lời dặn để theo dõi bạn trong suốt quá trình mang thai cho đến khi mà bạn chuyển giả sinh. Thì cái này bạn nên đi khám kỹ, khám lại viện tim ạ, và bạn trao đổi trực tiếp với cả bác sĩ khám bệnh thì chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể về kỹ càng hơn cho bạn. Em xin hết ạ. Vâng, một câu hỏi tiếp theo là bạn Thảo Nguyên. Mẹ em bị xơ vữa động mạch và đang uống thuốc Plavix. Có phải ăn cải xanh, ăn hành, đồ uống chua để làm giảm tác dụng của thuốc đúng không ạ? Uống thuốc này thì có phải kiêng gì không? Và mẹ em hiện tại đang khám 3 đến 4 tháng thì đi khám lại một lần. Thế thì có thể uống được theo đơn cũ 1 đến 2 tháng để hết dịch đi khám lại được không ạ? Vâng, xin cảm ơn và xin mời tiến sĩ Hoàng Văn sẽ trả lời câu hỏi này. Xin trả lời câu hỏi của bạn. Thứ nhất là bạn không nói rõ là dùng Plavix trong một số giữ mạch là giữ mạch gì, mà có đặt cái dụng cụ nhân tạo nào trong người hay không. Nhưng mà với câu hỏi chung của bạn như thế này ạ, thì tôi trả lời một cách rất là chung. Thứ chất là cái thuốc Plavix các bạn đang dùng ấy thì là thuốc ức chế thiết cập tiểu cầu, nó không liên quan gì cái chuyện là chúng ta ăn rau xanh hoặc là loại rau gì. Nó khác với chuyện là các bạn dùng kháng vitamin K đồng uống, cho nên là bạn uống thuốc đó mà bạn dùng rau như bình thường, như cái chế độ ăn của một người
bệnh lý mà các bạn đã được biết. Thế còn câu chuyện bạn đến khám vì cái giãn cách này bạn khám chậm lại được không ấy, thì tùy theo cái tình trạng của bạn. Nếu như bạn thấy cơ thể hoàn toàn bình thường thì bạn có thể dùng mua thêm một đơn thuốc nữa để bạn uống tiếp, và khi nào giãn cách bạn đến uống. Còn trong trường hợp mà cơ thể bạn bất thường thì bạn phải đến viện để kiểm tra luôn ạ. Xin hết ạ. Vâng. Bạn Bách Hợp có hỏi là bác sĩ cho em hỏi, nhà bé nhà em bị thông lên thấp, kích thước 4,5 x 5,4 mm, thất trái giãn, hở van hai lá nhẹ. Hiện bé đã được 8 tháng, nặng 8 cân. Với thể trạng như vậy thì bé nhà em mổ ít xâm lấn có được không ạ? Có cần mổ gấp không? Vì đang dịch, gia đình chưa cho bé đi mổ được ạ. Tôi xin trả lời câu hỏi này. Khi mà có lỗ thông lên thất và thất trái giãn thì hoàn toàn là có chỉ định phẫu thuật. Về cái thời điểm mổ thì tôi nghĩ là cái lỗ thông này nó cũng không quá là lớn. Tuy nhiên thì đã có thất trái giãn rồi thì cũng nên mổ sớm. Tuy nhiên không phải mổ ngay. Cho nên tôi nghĩ là sau cái giai đoạn giãn cách thì bạn đưa con đến và chúng tôi sẽ tiến hành khám và hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cho bé. Thế còn mổ ít xâm lấn thì chúng tôi hoàn toàn có thể mổ ít xâm lấn trường hợp này. Tức là mổ ít xâm lấn là gì? Là mổ không cưa toàn bộ xương ức hoặc là đi qua khoang liên sườn. Thì cháu bé như này thì chúng tôi sẽ mổ theo cái phương án là sẽ mổ bán phần, mở bán phần xương ức và cái vết mổ nó sẽ rất là nhỏ. Thì nó sẽ tăng tính thẩm mỹ cũng như là cái ổn định xương ức hơn cho cháu bé. Vâng. Bạn Hoàng Hà có câu hỏi là bác sĩ ơi, em 48 tuổi, huyết áp hơi cao, em uống thuốc hàng ngày chỉ 120 đến 70 nhưng cứ đau ngực và tức ngực ạ. Em siêu âm và điện tim thì bình thường, không hiểu có phải bị bệnh mạch vành không ạ? Vâng, xin mời tiến sĩ Hoàng Văn trả lời câu hỏi này. Thực ra đây là tương tác một chiều, rất là khó trả lời chính xác cho bạn. Tôi trả lời bạn 48 tuổi rồi ạ. Đau ngực, có tăng áp nhỉ? Vâng, có tăng áp ạ. Và điều trị có thể được ổn. Còn cái đau ngực của bạn thì thực ra chúng ta biết là nguyên nhân đau ngực có rất nhiều nguyên nhân đau ngực. Thì có nguyên nhân tại lồng ngực, có nguyên nhân tại phổi, có nguyên nhân tại tim, vân vân, rất nhiều nguyên nhân. Thế thì câu hỏi của bạn như thế thì bạn 48 tuổi đang tăng huyết áp thì cũng có thể đau ngực lấy do mạch vành. Mà muốn biết thực sự nó có mạch vành hay nguyên nhân khác thì xin mời bạn đến bệnh viện kiểm tra, chúng tôi sẽ kiểm tra sâu thêm cho bạn. Một bạn có nick là Tha Thứ Không hỏi là bác sĩ ơi, em bị thông liên nhĩ trước can thiệp do bác sĩ Nguyễn Công Hà mổ nội soi rồi. Giờ em mang bầu 8 tuần thì phải ăn uống thế nào, nằm như thế nào cho dễ thở ạ? Vâng, xin mời chắc câu hỏi này thì thôi chị Lan, mời thạc sĩ Trần Thị Ngọc Lan trả lời. Thực ra cái lỗ thông liên nhĩ mà các bạn đã biết lỗ thông liên nhĩ rồi thì cũng coi như là một người khỏe mạnh, và hiện tại mình không phải dùng thuốc gì thì bạn có thể hoàn toàn mang thai bình thường, không có chống chỉ định gì cả. Các bạn ăn uống bình thường giống như một sản phụ bình thường, tức là sau khi bạn đã biết dù thông liên nhĩ thì bạn coi như là một người bình thường, ăn uống bình thường và không có phải kiêng khem cái gì cả. Một câu hỏi của bạn Hoàng Nghĩa. Em xin chào các bác sĩ. Con gái em tên là Nguyễn Quỳnh Chi, sinh ngày 1 tháng 1 năm 2021 ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Bé nhà em sinh ra bị teo động mạch chủ và đã được các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội đặt A-ZEC lúc bé được 7 ngày tuổi và đã thành công. Hàng tháng thì em vẫn đưa bé đi tái khám đều với bác sĩ, đều cho thuốc bé uống đầy đủ. Bé bình thường. Bác sĩ bảo bé 6 tháng tuổi là phải mổ, mà bây giờ 3 tháng gần lại đây do dịch nên không đi tái khám lại được. Vẫn liên lạc với bác sĩ và có lấy đơn về cho cháu uống bình thường. Hiện tại 8 tháng chưa mổ thì có sao không ạ? Xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Dung. Chào bạn, cái câu hỏi của bạn tôi nghe cảm giác như bạn nói hơi sai. Hình như con bạn là bị teo van động mạch phổi và chúng tôi đã đặt stent ống động mạch thì đúng hơn. Không biết có phải thế không? Cái số liệu bạn đưa đến có vẻ nó không chính xác. Còn bây giờ hỏi gì? Chưa đến khám được.
cái câu hỏi của bạn là có cần mổ hay không, mà nếu như mà đúng như tôi nói thì nếu con bạn hiện tại mà không có tím gì cả thì có thể các bạn chờ đến thời gian hết dịch thì các bạn ra mổ cũng được. Tuy nhiên là các bạn cần phải mổ khẩn trương vì bây giờ cũng đã đến giai đoạn con bạn có thể phải đánh giá để can thiệp rồi. Vâng. Tiếp theo bạn Đóa Hoa Nở Muộn có hỏi là em bị hẹp van tim hai lá vừa nong tại bệnh viện, hiện nay đang dùng thuốc chống đông thì có nên tiêm vaccine COVID không ạ? Xin mời thầy, tiến sĩ Việt, tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thực ra là khi mà mình tiêm vaccine COVID á, thì mình cái mũi kim của nó rất là nhỏ và cái lượng dịch tiêm vào rất là ít, chỉ khoảng 0,3-4ml thôi. Và chính vì vậy thì với những bệnh nhân dùng thuốc chống đông hoặc là thuốc kháng dập tiểu cầu, mình vẫn hoàn toàn có thể tiêm được. Có điều là mình giữ cái bông ở nơi tiêm lâu một chút, và các bạn thì nên tiêm tại bệnh viện chứ mình không nên tiêm tại trạm xá. Có một điều là khi mà các bạn dùng thuốc chống đông, có một số thuốc vaccine á, thì có thể có gây nên tình trạng đông máu, thì tốt nhất là sau khi mình tiêm khoảng 2-3 ngày thì mình nên thử lại INR để mình xem là có bị tương tác gì với thuốc chống đông hay không. Không phải bệnh nhân nào cũng bị, nhưng mà mình cẩn thận thì mình nên làm như thế đấy. Không có khuyến cáo đâu, nhưng mà nó chỉ là một cái phép test nghiệm để mình yên tâm hơn thôi. Bạn Tiến Thành có hỏi là con em 8 ngày tuổi, bác sĩ cho em hỏi bé sơ sinh mổ eo hẹp động mạch chủ hở lỗ thông liên thất thì khoảng bao nhiêu lâu thì có thể hồi phục ạ? Tức là đã mổ rồi chứ ạ? Vâng, thì những cái trường hợp này thì đã mổ sửa toàn bộ rồi, thông liên thất hẹp eo động mạch chủ đã mổ sửa toàn bộ rồi thì cái hồi phục rất là nhanh thôi. Nếu mà cái mổ mà sau đấy nó không có những cái, tức là cái kết quả mổ tốt thì sau đấy nó hồi phục sau khoảng độ 1-2 tuần là con bạn đã có thể là hồi phục hoàn toàn rồi. Thì tất nhiên là khi đấy người ta mổ cái xương ức ấy, thì xương ức nó không thể liền ngay được. Thì phải tránh va đập vào cái vùng xương ức cho cháu, thì sau khoảng 2-3 tháng là cái xương ức nó đã liền rồi. Ở trẻ bé thì nó rất là nhanh, cho nên là bạn cứ yên tâm nhá, sau khi mổ xong thì nó sẽ ổn định và có thể khỏi hẳn rồi. Vâng, một câu hỏi của bạn Trần Đức Mấn ạ. Bệnh tim của tôi đã đặt stent, có bệnh nền là huyết áp cao, suy thận, trầm cảm thì có tiêm được vaccine COVID không ạ? Vâng, xin mời tiến sĩ Hoàng Văn. Đúng là mùa COVID chẳng hạn, chúng ta hỏi rất nhiều về COVID ạ. Thưa bạn, thì câu hỏi của bạn, đến thời điểm này theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì các bạn không nằm trong danh sách chống chỉ định và các bạn có thể được tiêm bình thường. Tốt nhất là bạn có nhiều bệnh lần như vậy thì nên tiêm ở trung tâm y tế có uy tín, đặc biệt tốt nhất là tiêm trong bệnh viện. Xin hết ạ. Vâng. Bạn Trần Thanh Bình hỏi là em xin hỏi việc dùng methylprednisolone kết hợp với thuốc kháng đông rivaroxaban thì mà không có các xét nghiệm đông máu thì có những nguy cơ gì ạ? Vâng, xin mời tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Prednisolone dùng với cả rivaroxaban thì mình sẽ có những cái chỉ định khác nhau, chỉ định của prednisolone cũng như là chỉ định của rivaroxaban. Rivaroxaban thì là một cái thuốc chống đông đường uống mới, thực ra là nó không tương tác với các thuốc khác nhiều. Tuy nhiên là dùng prednisolone thì nó có thể có những cái nguy cơ của dùng corticoid, ví dụ như là xuất huyết tiêu hóa, ví dụ như là có rối loạn về điện giải đồ này, hoặc là nó gây những cái suy thượng thận này, hoặc là nó gây mỏng dưới tổn thương ở dưới da, thì có thể nó sẽ làm tăng cái tác dụng chống đông của rivaroxaban. Tuy nhiên là mình không có cái xét nghiệm nào chắc đặc thù để xem là mình có nên giảm liều prednisolone hay không. Mình chỉ có thể thứ nhất là mình sẽ dùng thêm những cái thuốc mà chẳng hạn như là PPI để mình bảo vệ cho cái việc để cho cái tổn thương niêm mạc dạ dày, hoặc là mình sẽ theo dõi xem là cái những cái tổn thương, ví dụ như là những cái xuất huyết dưới da có hay không, để mình sẽ xem là có cần phải thay đổi thuốc hay không. Và cái nữa là mình sẽ xem là cái liều mình sẽ dùng cái liều mà prednisolone thấp nhất để có thể có được cái hiệu quả cho điều trị thuốc bệnh của bạn, ví dụ như là suy thượng thận này hay là giảm tiểu cầu này, vân vân, thì mình sẽ có một cái sự hội chẩn giữa bác sĩ, ý kiến của giữa bác sĩ tim mạch và bác sĩ kê đơn cho prednisolone đấy. Câu hỏi cuối cùng ạ. Em chào các bác sĩ. Bác sĩ cho các em hỏi, cháu nhà em là Vũ Thế Huy, 11 tuổi ở Hải Phòng. Cháu mổ phong tăng 2 năm nay rồi.
giấy của cháu tái khám là 18 tháng 8, đã quá một tháng nhưng vì dịch Covid cho nên không lên được. Thì hết thuốc thì cháu đã đi mua thuốc rồi, thể hiện lại sức khỏe bình thường. Hỏi gì? Thì có cần phải đến khám ngay không hay là mua thuốc điều trị là được? Chắc là tôi xin trả lời. Sau khi đã phẫu thuật phông tăng 2 năm và hiện tại sức khỏe cháu bình thường ấy, thì trong giai đoạn này đang dịch và cái đi lại khó khăn thì bạn cứ tiếp tục mua theo cái đơn cũ. Sau khi uống chắc sau khoảng 1-2 tháng nữa mà tình hình dịch bệnh nó đỡ đi và cái lưu thông dễ dàng thì bạn có thể đưa cháu đến Bệnh viện Tim Hà Nội, chúng tôi khám lại cho cháu. Còn không? Vâng. Như vậy là các câu hỏi của các khán thính giả thì đã hết. Thì chúng tôi xin thay mặt Bệnh viện Tim Hà Nội xin cảm ơn tất cả các điểm cầu, các đồng nghiệp tại các bệnh viện đã tham gia vào chương trình này. Và xin cảm ơn những người, các bệnh nhân cũng như là người nhà các bệnh nhân cũng như các người theo dõi đã theo dõi chương trình và đã đặt những cái câu hỏi cho chúng tôi. Và xin hẹn các bạn trong 2 tuần nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình này và xin kính chào tất cả mọi người.